Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp làm một cái món ăn vặt ha. Đây là sẽ là cái món ốc móng tay cháy bơ tỏi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ha. Đầu tiên sẽ là rửa thôi. Đây các bạn, đây là những con ốc móng tay mà nó rất là bự các bạn. Mình gọi ra là ốc móng chân. Các bạn thấy nó rất là bự không? Rất là bự. Sẽ rửa nó. Cho nó ra cát các bạn. Miếng còn sống nữa. Bây giờ mình sẽ bắt nước luộc sơ nó nè. Rồi, bỏ nó vô luộc các bạn. Luộc sơ cho nó ra cát một chút nữa. Dẫn nó ra nè các bạn. Hả, cái miệng nó ra nè. Giờ tới làm sạch cái vỏ nó các bạn. Tại các bạn xào chung á, nó phải sạch sẽ chút, không nó dơ liền mấy cái vỏ này nè. Đây là nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay để chế biến này. Nó có bitter là bơ các bạn. Bơ nhé. Lemon pepper là chanh tiêu, chanh ớt gì đó. Này là đường nè, này là red pepper và là ớt tiếp, xay không à. Có garlic là tỏi các bạn, tỏi khô nè. Mình có thêm cái obey season này giống như xà bần á, sốt xà bần á. Chúng ta có cái này nè. Cà chuân là thường để chế biến crawfish á, với hải sản á. Đó là nguyên liệu chúng ta ngày hôm nay chuẩn bị chế biến ha. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt chảo lên rồi để cho nó nóng. Khi nó nóng, thiệt nóng lên, em muốn nhiều bơ hay ít bơ? Chơi nhiều bơ thì có bỏ cái thôi, cao su đó không bỏ cái bơ từ ngang vô nó không thơm nữa đâu. Bước này được rồi. Ta sẽ bỏ một cây bơ vô ha. Ít mật. Cho một cây bơ vô cho chảy hết. Cái này bơ nó chảy ra đó các bạn. Rồi, tiếp theo là tỏi. Tùy các bạn mang nhiều ít nha. Này mình nhắm chừng thôi đó. Tiếp theo là cái obey. Không muốn mặn đúng không? Ít mặn ha. Ít mặn thì bỏ ít các bạn. Cái này nó mặn á. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái cà chun. Mình còn bỏ ít luôn. Cà chua này nó cũng mặn lắm các bạn. Chúng ta bỏ chua. Cái lime pepper nè các bạn. Chua. Thì nó có được chua thích. Các bạn nhớ hạ lửa nha. Tại vì các bạn để lửa cao quá nó bị nhanh khô. Thêm một chút ớt nè các bạn, cho nó có màu. Có màu với cay nữa. Ăn chắc. Quan trọng bây giờ đường các bạn. Đủ ngon phải quan trọng vô đường đó. Đường phải đẩy nhiều tại mấy đi. Kia nó mặn. Các bạn có thể nêm nếm sao ha. Bật lửa lớn lên quậy các bạn. Mình bỏ thêm một chút dầu ớt các bạn cho nó có màu, cho nó cay nữa.
Bây giờ là mình sẽ bỏ ốc móng tay vô nè. Này nó có nước nè ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ tôm trước nè. Trộn nó lên. Bây giờ là tới bỏ ốc móng tay vô. Nó bự lắm các bạn. Bây giờ tới bếp trưởng ra tay các bạn. Đang nãy giờ cho bếp phụ làm rồi. Tới bếp trưởng ra tay. Đây xong rồi nè các bạn. Chúng ta chuẩn bị bày ra dĩa thôi nhé. Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cái món mà nãy giờ chúng ta làm. Món ốc móng tay xào xà bần luôn rồi. Nãy mình đã vơ tỏi giờ thành xà bần luôn rồi. Đây là cái margarita. Mình cũng thích uống á, phải giống như là có tequila với nước trái cây á. Đi chắc cũng nhỏ là đủ trái cây với cocktail. Mày nó có cồn và có chanh. Này uống trà chanh. Nó uống trà chanh bên uống cồn với chanh. Uống một chút coi cho nó có vị hải sản vô các bạn. Vô 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 các bạn. Vô. Này uống ống hút không? Vô. Rồi uống cho sang, thấy cái sang gì đâu trời. Rồi, quan trọng là mình ăn nha các bạn. Vô đây. Vô nè. Vô vô vô, xin mời xin mời. Hey, đây. Con ốc nó ra bự cho nè. Đưa cái giỏ cái muỗng này. À, cho này con ốc nè. Con bự nhất ạ. Dạ, phải lấy cái gì? Cái gì hả? Ta sẽ bóc các bạn. Vô nè. Bạn nè. Ấy chút xíu. Đó, nè các bạn nè thấy không? Ngon chưa các bạn? Cùi nó. Vô các bạn ơi, thưởng thức nha. Cho ăn ống đai bự này chưa? Bây giờ chưa? Thấy Việt Nam con nhỏ không? Ừ. Nghe chưa á? Có ăn nhưng mà không có bự cái này. Chấm nước sốt nè. Ngon. Có cát nữa các bạn. Ừ, có cát nữa hả? Cát nhiều chứ. Cái gì kìa. Cái ngậm con đó. Gì con? Không. Con mình bị dính cát. Coi nó bự nè. Ngon đấy. Ăn con nó cái cá cát không? Mong mà con này nó không có cát. Vậy có chưa? À, có cát chưa? Chưa có nữa, hên nữa nha. Sốt ngon hả? Cái sốt ngon. Ngon. Em ngủ ăn cho nó dễ các bạn. Ủa cái gì á? Nè. Chấm vô nè. Chấm chấm với nước sốt. Tôi bằng này mình mua cũng ngon á. Đừng gọi bỏ. Yeah. Ngồi cắt. Chấm nước sốt các bạn. Đó. Đây, mời các bạn nè, vô nè các bạn ơi. À, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa.
Ngon quá. Đúng không? Chúng ta dự đang rồi. Bự không? Nhưng mà ý là ăn nó ngon hơn. Trong món chay Việt Nam mình bỏ vô họng nó tan biến à. Thấy nó nhỏ à. Không phải Việt Nam, nó tại cái chỗ mình nó bán các bạn. Có nhiều chỗ nó bự hơn. Nhưng mà mình chưa có ăn. Mình mới chia sẻ với các bạn món à. Có xào xà bần. Hẹn các bạn vào một món kế tiếp ha. Bye bye.